Rồi, xin chào mấy anh em nha. Thì mình sẽ quay clip này để trả lời mấy câu hỏi anh em có mấy anh em mà mới chơi thì có hỏi mình đưa chim cô gái có để cho nó nhìn mặt nhau được không, hoặc là nuôi gần có được không. Nói chung mình có rảnh thì mình sẽ làm clip này, mình trả lời cho anh em luôn. Là đôi chim cô gái thì mình không để cho nó nhìn mặt nhau nha anh em. Ví dụ như mình đây nè, mình nuôi là mình sẽ để lồng che cho nó thấy, nó nhìn đít nhờ chứ nó không có thấy nhau nha anh em. Đó, nó không thấy nhau. Bây giờ ở đây thằng là mình chui, mình bây giờ nếu mà cái này thì mình có thể là treo được 20 con luôn, nhưng mà mình không treo, mình treo chỉ cần treo vài con thôi anh em. Đó, mình chỉ treo 3-4 con thôi, tại vì con chim cô gái này anh em phải, thứ nhất là nếu mà anh em nuôi mà nó đúng là phải không cho thấy nhau, vậy nó phải khoảng cách nhau xa xa một chút, khoảng cách nhau khoảng thường thường khoảng 1 mét cho lên đó thì nó tốt hơn anh em. Mét trở lên thì tốt hơn, có thể cho chi xa hơn nữa, tại vì con gáy là nó thường thường là nó ghét nhau tiếng gáy, mà nó ghét nghe tiếng gáy. Anh em treo, anh em thấy cho nó thấy mặt nhau chưa thì nó sẽ ít gáy đâu anh em. Nó là chim á, có nghĩa nó quen thuộc chim rồi, nó không ít gáy nha. Còn nhiều mình treo nó xa nhau thì nó nghe con này gáy, cái con kia nó tức, nó gáy theo ha, nó gáy, nhưng mà nó tại vì nó không thấy mặt nhau. Còn nó thấy mặt nhau thì nó sẽ làm nên anh em. Hoặc là những con chim như vậy anh em nuôi vậy nó lâu nổi lắm, hoặc là anh em nuôi để gần nó lâu nổi lắm. Nhưng mà người ta chỉ để gần khi nào mà điều kiện, ví dụ như nhà chật hẹp hoặc là nó không có điều kiện nơi treo á thì bắt buộc phải treo gần. Treo gần thì anh em cũng ngăn ra nha, ngăn ra cái cho nó đừng thấy nhau ha. Cái đó là cách để nuôi chim cô gái nha anh em. Thì đây thì mình có gì anh em nhắn Zalo hỏi thì mình cũng trả lời luôn cho nó nói xong. Thì anh em xem nhớ đây đón xem clip dùm ha, rồi mình trả lời. Anh em có thắc mắc cái gì thì cứ comment vô nha. Cái này là mình ví dụ như mình biết là rất nhiều là anh em đã biết rồi, nhưng mà con cái là như anh em mới biết chơi thôi, anh em cũng chưa có hiểu thì mình sẽ trả lời luôn. Đó là chim cô gái là mình nuôi là tuyệt đối là không cho nó nhìn mặt nhau. Thì ví dụ như anh em muốn cho nó sung nấy, đã nó chim nổi thì có thể là một tuần, 5-6 ngày, 2-3 ngày gì đó, anh em có thể cạ lòng cho nó gù với nhau ha, để tạo kích cho nó sung. Hoặc là có thể anh em sẽ cho nó đá nhau cũng được, để tập mồi cũng được ha, để tập mồi đó cũng được, tùy anh em. Nhưng mà nó đặc biệt là phải nó không thấy mặt nhau đó. Rồi cũng chia sẻ cho anh em luôn là có anh em đó là hỏi một câu là con chim mồi á, bị mèo chụp bây giờ có chơi lại được không. Thì thật ra thì khi mà con chim mồi nó bị mèo chụp đó, anh em về anh em đừng nên chơi liền nha anh em nuôi lại khoảng 1-2 tuần rồi đó, hoặc là thấy cho nó sung lên thật sự sung rồi nó nếu mà nó bị chóc da trong chảy thì mình nuôi hoàn thiện lại hết rồi mình hãy đi bẫy nha. Thì mình nói chung là nó cũng vẫn chơi lại được bình thường anh em, nhưng mà cái này cũng tùy theo con anh em. Có những con lúc trước mình cũng có một con nó buộc cắt làm tét đuôi con mắt tét luôn cái mình, nhưng mà nó ra gừng bắt lại, nó nói chung ra gừng lần đầu nó sẽ lợi, sẽ nhát anh em, nó sẽ nhát, nhưng mà sau này nó nó sẽ quen 1-2 ngày, nên một bắt 1-2 kèo nó sẽ quen lại anh em, tùy theo tố chất chim. Còn có những con chim là bỏ luôn anh em, con chim bỏ luôn, bởi vì có những con nó đã sợ rồi, nhiều khi anh em đem cái gừng nó cứ nằm gút vô cái gút hình thôi, nó không chơi. Cái đó là thuộc về bản chất con chim nha anh em, chứ không có thể nói là con nào chơi được hay không chơi được đó. Nếu mà con mồi con bổi mà đem bổi nổi mà đem ra tập là bị bù cắt hay mèo trồ thì rồi luôn, là coi như là khó là lấy lợi nha. Còn ví dụ như chim thuộc thì có khả năng đó, thì mình cũng trả lời với anh em hai vấn đề đó.
rồi mình khi mình đọc được comment gì mình sẽ quay clip, mình sẽ trả lời cho anh em ha. Nào anh biết mình sẽ trả lời cho anh em, còn không biết thì chắc thôi, không biết thì mình để mình nghiên cứu, chứ còn không có nào mình cũng biết cho anh em đó. Ở đây là thế anh em mới nuôi, nó sẽ có ánh nắng vô rồi nè. Ở đây là mấy anh chim việt anh em, mấy anh chim việt. Mình á thì nói chung là mình nuôi cú á, mình ít khi nào mình chọc lắm anh em. Lâu lâu thì mình chọc ấy vậy thôi, bởi vì mấy anh cu của mình nó không có phải gù ấy, tại vì mình thiêu á, mình chọc nhiều quá thành được ra nó khi mà cu á, nó sẽ thứ nhất là nó sẽ lạ chủ anh em, nó sẽ quen chủ rồi, nói mình có chia lại cho anh em cũng khó chơi dữ lắm, nó quen chủ rồi, nó quen người, quen chủ. Hoặc là nếu mà nó mau thần á, nó sẽ lên, nó sẽ dễ lên khách. Thì lâu lâu mình cũng nói chung để mình đội mình cũng chọc cho nó quen mình, chứ không mình không có chọc cũng được, chọc nó quen mình rồi mình đi thay nước lúa rồi cho nó quen mình, chứ còn nếu không không tiếp xúc nhiều nó sẽ nhát không nghe nè. Đây là chiếc cửa nhà mình nha em. Đó. Này đất mình ấy lên mình chưa có xử lý. Ở đây thì sông nước. Ở đây là thuộc thành phố Cà Mau anh em, nhưng mà ở bên đó bên bên sông là phố nó cũng thuộc phường luôn, mà nó có cầu qua bên đây bên sông thôi. Mình thì thích cuộc sống như đây hơn. Không gian nó thoải mái. Đó, chạy cu thì cặp bên nha anh em, nó mình thay cặp bên. Chạy cu thì giờ rất là nhiều chim cu luôn. Không biết bao nhiêu mà điểm luôn anh em ha. Đó. Thì á, mình sẽ quay cho anh em đây của anh đó. Còn mấy mồi mình giấu ở đây. Một cái gầm mới ngồi nè ha. Thì mình chung mình nuôi cũng kỹ nè, kỹ sợ sợ mất á nên vô đây giấu. Còn chim cũng cu cũng nhiều lắm, còn bên nhà bên trại nó, bên trại mình bên đây nhiều cũng nhiều lắm, còn mấy con nữa. Đây là sân nhà nè. Đó, ở đây nó lên, nó về nó hay về để bổi đây nè anh em, nó về bổi đây nè, về nó lâu nó cũng về hoài à. Ây da, đây, nó về thêm con nữa nè anh em, thấy không, thấy chưa? Lụm nó không anh em. Mình tháo cái kiến ra mình không thấy rõ nè. Gà nè. Rồi chia sẻ vậy thôi anh em, sáng là clip vui vậy đó. Thì chuẩn bị mình đi làm nha, nuôi yến trước mình cũng dự điến nó uống nhiều, nhưng mà nó nặng quá, nặng vốn quá mà không biết lấy lại làm sao, nặng hơi nặng vốn rồi nè, hơi nặng vốn á, tiền tỷ mới làm được. Rồi xin chào anh em ha.